Trong một ngày chúng ta ăn khoảng 5 bữa. Lạ quá. Thiệt. 6 bữa lận. Im đi. Anh em mới hỏi sao đo 3 giờ mà nó. Anh ơi. Eo 120 thôi mà. Anh ơi, anh 120 mà mong cũng 120. Ủa sao giống cái ông cống vậy? Nè, chúng lụi chứ. Hạ đẹp trai quá mà. Hoàng hậu, ngày hôm nay ta đưa hoàng hậu tới đây để ăn cái món gọi là bưởi trộn cua. Bưởi trộn cua. Trời ơi, thèm quá, nghe thôi đã thấy thèm rồi. Hoàng hậu có thích không hả? Thích lắm, tôi nghe tới cua là thích hả? Hoàng hậu có biết là cái món này để làm gì không? Ăn mục đích gì không? Để giảm cân. Kêu cái bà mama cho bà ăn với. Ok. Không có kệ.